Trẻ khó phát triển chiều cao nếu có 3 thói quen này trước khi ngủ. Dưới đây là những thói quen tưởng như vô hại mà cha mẹ thường mắc phải khi nuôi con nhỏ, ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng và các vitamin thiết yếu cho con, chắc chắn con họ sẽ phát triển chiều cao. Nhưng nếu còn giữ 3 thói quen này cho con trước khi đi ngủ, thì e rằng dinh dưỡng vẫn chưa thể giúp con họ đạt được chiều cao như mong muốn. Có nhiều trẻ ăn rất ngon miệng nhưng lại không cao, và sau khi đi khám bác sĩ, gia đình mới biết là do lá lách của con hoạt động kém. Vậy lý do nào khiến lá lách hoạt động kém và ảnh hưởng tới chiều cao của các bé? 1. Cho bé ăn trước khi đi ngủ. Nhiều bà mẹ sợ một giấc ngủ đêm dài sẽ làm bé bị đói nên thường cho bé ăn no trước giờ ngủ. Tuy nhiên, việc làm này lại phản tác dụng bởi sẽ kéo dài thời gian hoạt động chuyển hóa thức ăn, khiến bé khó đi vào giấc ngủ hơn so với bình thường, đồng thời dễ dẫn đến hiện tượng trướng bụng, đầy hơi. Ngoài ra, vì sợ bé đói hay nghĩ uống sữa vào ban đêm sẽ giúp bé tăng chiều cao, nên một số bậc cha mẹ đã đánh thức bé dậy uống sữa khi bé đang ngủ. Đây là những việc mẹ nên tránh bởi các hormone liên quan đến tăng chiều cao chỉ tiết ra và hoạt động nhiều khi bé có giấc ngủ say. Vì vậy, nếu cho bé ăn no trước khi ngủ hoặc đánh thức bé dậy uống sữa sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé và việc kéo chân của các bé đấy. 2. Để trẻ thức quá khuya. Giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển chiều cao của trẻ. 90% sự phát triển xương ở trẻ diễn ra trong lúc đang ngủ, đặc biệt từ 10 đến 12 giờ đêm mỗi ngày. Tuy nhiên, một số gia đình thường cho bé đi ngủ muộn sau 22 giờ tối. Việc thức khuya sẽ làm hormone tăng trưởng tiết ra ít hơn, dẫn đến bé phát triển chiều cao chậm. Do đó, cần tập cho trẻ thói quen đi ngủ sớm và cùng một khung giờ hàng ngày. Bố mẹ nên tạo môi trường yên tĩnh trước khi ngủ và tạo thói quen cho trẻ ngủ sớm vào buổi tối. 3. Bật đèn ngủ. Nhiều bố mẹ có thói quen bật đèn ngủ cho con đỡ sợ, nhưng tác hại của bật đèn ngủ khi ngủ lại khiến mọi người không ngờ tới. Bật đèn ngủ sẽ khiến trẻ có tâm trạng bồn chồn, dẫn tới giấc ngủ không sâu, cản trở sự tiết ra của các hormone tăng trưởng. Vì vậy, bố mẹ nên giúp con giải tỏa tâm lý sợ bóng tối và giải thích cho con hiểu khi ngủ cần tắt đèn và dần tạo thói quen ngủ trong bóng tối, yên tĩnh để trẻ có cơ hội phát triển chiều cao tối ưu.